Xin chào các bạn. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn câu chuyện về một người ít được các bạn biết đến nhưng đóng một vai trò rất là quan trọng trong team Thiên Hoàng Lab của chúng tôi. Người ấy đã dành hơn 10 năm qua để hoạch định định hướng và cùng chúng tôi xây dựng nên thương hiệu Thiên Hoàng Lab thành một thương hiệu có cá tính, có sự nhận diện như một thực thể được sinh ra, nuôi dưỡng và chăm chút từng ngày để trưởng thành như hiện nay. Câu chuyện xin được phép bắt đầu. Chúng tôi gặp nhau khi cả hai cùng nhận giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc với đề tài nghiên cứu tốt nghiệp được đánh giá xuất sắc. Tuy mỗi người có những tính cách và sở thích khác nhau, nhưng chúng tôi có một điểm chung là đam mê và hết mình vì công việc. Rồi chúng tôi về chung một nhà và trở thành một bộ phận không thể tách rời của nhau. Dù thế mạnh của tôi là kỹ thuật, thế mạnh của cô ấy là mỹ thuật, cô ấy tiếp tục đam mê của mình với công việc giảng dạy ở Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Còn tôi tiếp tục đam mê điện tử của mình và trở thành một nhà sản xuất các thiết bị audio với sự hỗ trợ mạnh mẽ của cô ấy từ những ngày đầu tiên vào năm 2008. Trong thời kỳ đầu phát triển sản xuất, gần như toàn bộ những thiết kế sản phẩm từ bố cục, màu sắc và cả những hình ảnh đẹp nhất từ sản phẩm logo đều có sự hỗ trợ của cô ấy. Mẫu logo đầu tiên Apple World cũng do chính tay cô ấy thiết kế. Năm 2009, để phát triển công việc kinh doanh và tiếp cận khách hàng tốt hơn, cô ấy thuyết phục tôi mở một phòng nghe nhỏ tại quận nhất. Nhờ vậy hoạt động của chúng tôi trở nên chuyên nghiệp hơn. Cuối năm 2009, cô ấy nhận được bổng du học thạc sĩ kinh doanh tại Anh Quốc và trong hành trang du học có một hoài bão rất quan trọng là giới thiệu sản phẩm của chúng tôi đến với khách hàng quốc tế. Năm 2010, trong một dịp tôi tham gia cuộc thi giao lưu âm ly đèn toàn quốc với âm ly OTL Mặt Trời Bé Con. Với tầm nhìn của một người xây dựng thương hiệu, cô ấy đã đề xuất thiết kế logo mới cho sản phẩm để có tính nhận diện rõ ràng hơn. Và vậy là ngay tại London, cô ấy đã phát thảo nên phiên bản đầu tiên của logo Thiên Hoàng Lab với cụm từ Thi Văn mang nhiều ý nghĩa nhân văn trong đó và hình tượng một người phụ nữ xinh đẹp và mạnh mẽ ở giữa như một sự khẳng định sẽ quyết tâm xây dựng một thương hiệu mang tầm vóc quốc tế. Cũng trong năm này, tôi nhận được đơn đặt hàng của một khách hàng rất đặc biệt phải thiết kế và chế tạo một bộ âm ly khác biệt sử dụng ống đèn 3D 21 mùa Anh. Đây cũng chính là một trong những bộ âm ly đèn thương mại sử dụng móng 3D 21 đầu tiên trên thế giới. Vì cơ duyên đặc biệt này, tôi đã nhờ cô ấy thiết kế mẫu mã cho bộ âm ly và nó trở thành bộ âm ly đẹp nhất cho đến tận bây giờ. Năm 2012, sau khi về nước với tấm bằng thạc sĩ kinh doanh Anh Quốc và tham gia công việc trực tiếp cùng tôi, nhận thấy cơ sở hiện tại không còn đáp ứng nhu cầu phát triển, nên cô ấy quyết định chuyển chúng tôi sang địa điểm showroom mới tại 40/8 Trần Quang Diệu. Và từ đây, chúng tôi bắt đầu phát triển nhiều sản phẩm sản xuất hàng loạt rất thành công giai đoạn này. Tiếp đó, với nỗ lực tuyệt vời thì cô ấy đã lấy xong tấm bằng thạc sĩ thứ hai về nghệ thuật và toàn tâm toàn ý vào công việc phát triển thương hiệu Thiên Hoàng Lab. Năm 2013, cô ấy quay trở lại Anh Quốc một lần nữa, nhưng với một vai trò khác, đó là người tìm kiếm phát triển thị trường cùng việc tìm hiểu văn hóa âm nhạc của họ để định hướng cho Thiên Hoàng Lab phát triển các sản phẩm phù hợp. Cô ấy đã lên kế hoạch tham qua một audio show lớn ở London trong chuyến đi này. Tại đây, thương hiệu Thiên Hoàng Lab đã được giới thiệu đến các nhà phân phối tại show cùng với rất nhiều catalog gửi lại để cho thế giới biết rằng đang có một nhà sản xuất audio tại Việt Nam. Không chỉ kết nối các đại lý và nhà phân phối tại Anh, cô ấy cũng đã dành thời gian trải nghiệm âm nhạc live, đặc biệt nhất là chương trình hòa nhạc bản giao hưởng số 9 Beethoven tại khán phòng Royal Albert Hall. Năm 2013, chúng tôi tham dự triển lãm về thiết bị truyền hình VivaShow, các sản phẩm lần đầu tiên được giới thiệu đến công chúng rộng rãi. Cô ấy luôn tìm cách để hình ảnh Thiên Hoàng Lab xuất hiện ấn tượng nhất. Chúng tôi tham gia tại cả vàng cho cuộc thi âm ly đèn trong nước Sumo 2013 và tất nhiên là hình ảnh Thiên Hoàng Lab luôn được cô ấy sắp đặt ở cách trang trọng nhất. Đầu năm 2015, chúng tôi tổ chức giới thiệu loa Furen 10 tại Hà Nội. Đây là dòng loa thương mại đầu tiên của Thiên Hoàng Lab với đầy đủ các tiêu chuẩn như các hãng nước ngoài đang bán tại Việt Nam. Đông đảo khách hàng khắp các tỉnh thành phía Bắc đã đến tham dự và trải nghiệm sản phẩm. Để tự tổ chức một sự kiện như thế này thành công thì cô ấy đã lên toàn bộ kịch bản, sắp xếp nhân sự để hình ảnh Thiên Hoàng Lab được xuất hiện trang trọng và chuyên nghiệp nhất. Giữa năm 2015, chúng tôi tham gia Computer Audio Show và giới thiệu một giải pháp đồng bộ một hệ thống audio bao gồm nguồn phát âm ly và loa. Dù là sự kiện lớn hay nhỏ thì đều có sự nỗ lực lớn của cô ấy để mang đến cho Thiên Hoàng Lab một hình ảnh đẹp và chuyên nghiệp nhất. Đầu năm 2016, chúng tôi tổ chức sự kiện giới thiệu loa Open 100 tại Hà Nội, được rất nhiều khách hàng đến tham gia trải nghiệm cặp loa cột lạ này. Mọi người đều rất thích thú với sự chuyên nghiệp trong khâu tổ chức của Thiên Hoàng Lab, từ xây dựng hình ảnh đến trải nghiệm khách tham dự. Cũng trong thời gian này thì một biến cố sức khỏe đến với tôi và cô ấy đã thay tôi quản lý tổ chức gần như mọi công việc của Thiên Hoàng Lab cùng tôi vượt qua khó khăn. Và chính sự tham gia của cô ấy với những hoạch định, chiến lược phát triển mới, tư duy mới đã giúp sức mạnh của chúng tôi tăng lên rất nhiều lần so với trước đây.
Với tư duy của một người được đào tạo ở Anh Quốc, cô ấy đã rất gắt gao trong việc thiết lập những cái tiêu chuẩn cao cho sản phẩm, từ thiết kế, màu sắc, độ hoàn thiện, tiêu chuẩn âm thanh và cả bao bì sản phẩm và dịch vụ đi kèm cho khách hàng. Tôi dù rất đam mê công việc và luôn muốn làm thật tốt, nhưng bản tính vẫn hơi xề xòa nên ban đầu cũng hơi khó chịu với những tiêu chuẩn mới này. Năm 2016, để ra mắt cặp loa Eros 9 phiên bản đầu tiên một cách nổi bật nhất, cô ấy đã lên kế hoạch và tổ chức một sự kiện chuyên nghiệp tại An Nam Cà Phê với đầy đủ các hoạt động trải nghiệm, giao lưu khách hàng, bốc thăm trúng thưởng, có vui nhận quà, mời các đối tác cùng tham dự. Sự kiện đã thu hút đông đảo khách tham dự. Năm 2016, chúng tôi có đơn đặt hàng sample đầu tiên từ Đức. Sau hơn 2 tháng hàng cập bến thì chúng tôi nhận được email trả lời là tất cả các đại lý đều thích thú với âm thanh của sản phẩm và muốn đặt hàng. Tuy nhiên, với một điều kiện là phải hoàn thiện danh sách với 31 lỗi cần khắc phục để vào được thị trường Đức. Đặt danh sách 31 lỗi mà tôi muốn lùng bùng lỗ tai, còn cô ấy thì thản nhiên. Và lúc đó tôi mới nhận ra là tôi đã chưa nhận thức đúng những tiêu chuẩn mà cô ấy đặt ra cho sản phẩm. Năm 2017, cô ấy xúc tiến việc chúng tôi tham gia AV Show lần đầu tiên để giới thiệu chúng tôi là một hãng với đầy đủ các tiêu chuẩn như các hãng audio khác đang bán ở Việt Nam và cạnh tranh sòng phẳng trên chính quê hương của mình. Từ đây, các khách hàng Việt Nam của chúng tôi cũng bắt đầu thấy hãnh diện khi dùng sản phẩm audio có thương hiệu và bản sắc riêng. Đồng thời, cô ấy cũng xây dựng một hình ảnh, một team thi văn lab trẻ trung, năng động và nhiệt huyết. Cho đến giờ đây, vẫn là hình ảnh các bạn luôn thấy về tính cách của team chúng tôi. Toàn bộ các sự kiện AV Show cũng như các sự kiện khác mà chúng tôi tham dự đều do cô ấy lên kế hoạch thực hiện, ý tưởng trưng bày, hình ảnh, phối cảnh và các chương trình quảng bá. Năm 2018, cô ấy bắt đầu chiến lược chinh phục khách hàng châu Âu. Cô ấy muốn chúng tôi cần am hiểu thị trường quốc tế và biết nhiều hơn ở bên kia họ nghe nhạc gì và nghe như thế nào. Âm nhạc là một lĩnh vực vô cùng tinh tế, nên việc ngồi ở nhà tìm hiểu qua sách vở internet là điều vô phương. Chúng tôi trải nghiệm nhạc cổ điển tại khán phòng Berlin Philharmonic. Cô ấy đã lên kế hoạch tham quan triển lãm âm thanh lớn nhất thế giới hàng năm được tổ chức ở Munich, Đức, đồng thời tìm kiếm những cơ hội gặp gỡ các nhạc phân phối nước ngoài. Kết hợp với mục đích này, cô ấy cũng lên kế hoạch để chúng tôi được trải nghiệm âm nhạc cổ điển ngay tại quê hương của nó. Cô ấy tìm hiểu và mua vé những chương trình hòa nhạc hay nhất, những khán phòng có âm thanh tốt nhất ở Vienna và Berlin như Music Brand Berlin Philharmonic, Berliner Dom, Konzerthaus Berlin, cùng những dàn nhạc, nhạc trưởng tốt nhất hiện nay như Vienna Philharmonic, Berlin Philharmonic. Và tất nhiên cô ấy luôn mua vé mắc nhất để chúng tôi có chỗ ngồi trải nghiệm âm thanh tốt nhất. Cuối năm 2018, chúng tôi tham gia hai triển lãm audio lớn nhất Việt Nam ở Sài Gòn và Hà Nội với một team vô cùng trẻ trung và năng động. Nỗ lực của cô ấy và tôi cùng nhà phân phối chúng tôi ở Đức đã đem lại một quả ngọt, đó là cặp loa Eros 9 Anniversary đã được tạp chí LP bình chọn là một trong những sản phẩm tốt nhất thị trường Đức, với lượng người dùng liên tục tăng lên và có nhiều forum cùng bàn tán về sản phẩm này rất sâu động. Tất cả các chuyến công du của chúng tôi đều được cô ấy lên kế hoạch kỹ lưỡng về việc gặp gỡ nhà phân phối, tham quan đại lý, trải nghiệm âm nhạc. Trong khi tôi chịu trách nhiệm hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật thì cô ấy luôn giữ vai trò đàm phán các điều khoản với các nhà phân phối quốc tế. Trong hình là nhà phân phối một đại lý lớn của Thi Văn Lab tại Đức. Tôi và cô ấy tham dự buổi biểu diễn của dàn nhạc số 1 thế giới Wien Philharmonic với bản giao hưởng số 2 Anton Bruckner tại khán phòng Berliner Dom. Năm 2019, với ý tưởng kết hợp audio và việc trang trí nội thất, cô ấy đã tạo ra một sự khác biệt vô cùng lớn tại AV Show tháng 9 2019 ở Sài Gòn và tháng 12 2019 tại Hà Nội, khi phòng nghe Thi Văn Lab Mavic được đông đảo khách tham quan bình chọn là phòng nghe đẹp và ấn tượng nhất triển lãm. Cuối năm 2019, cô ấy đã cùng tôi lên ý tưởng nghiên cứu, thử nghiệm và hoàn thiện bộ tiếp micro Preamply M1, bộ khuếch đại micro cho âm thanh chân thực và dùng toàn đàn điện tử độc đáo nhất hiện nay. Ngày tháng lênh đênh. Thật sự, nếu không có cô ấy thì bây giờ tôi cũng chỉ là một nghệ nhân audio như bao nghệ nhân audio khác. Và Việt Nam vẫn sẽ chưa có một thương hiệu audio thật sự được thế giới biết đến và công nhận như Thi Văn Lab hiện nay. Team Thi Văn Lab qua câu chuyện này xin phép được vinh danh một người. Cô ấy chính là người thủ lĩnh thầm lặng của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại.